500 triệu nhá. Nhà các cháu ở đâu? Ngoan thế. Ôi, chúc mừng năm mới nhá. Học lớp mấy rồi? Học lớp mấy rồi? Học lớp mấy rồi con? Ôi, con đây. Học lớp mấy rồi con? Lớp 2, con lớp mấy? Lớp 4 rồi. Này con ơi. Đi chơi Tết à? Con này tên gì? Sang Sang à? Sam à? Sang Sang Sam, chào Sam. Bạn tên gì? À, tạm biệt nhá, chúc mừng năm mới. Chúc các con học giỏi nhá.